công ty cho thuê xe lớn nhất nước Mỹ, Autonomy, đặt hàng 2.500 xe điện VF8 và VF9 của VinFast. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 11 năm 2022, tức 18 tháng 11 theo giờ Việt Nam, VinFast công bố nhận đơn được đặt hàng là xe VF8 và VF9 từ Autonomy, công ty cho thuê xe lớn nhất của Mỹ với 2.500 xe. Đây là một trong những đơn đặt hàng xe điện lớn nhất của Autonomy từ trước đến nay, khẳng định sự đón nhận của thị trường quốc tế dành cho hãng xe Việt. Công bố được đưa ra trong khuôn khổ triển lãm Los Angeles Auto Show năm 2022 tại tiểu bang California, Hoa Kỳ. Trước đó, Autonomy dự kiến đặt mua 400 chiếc xe VF8 và VF9 của VinFast. Nhưng sau khi cân nhắc, Autonomy đã chính thức nâng số lượng đơn đặt hàng lên tới 2.500 xe. Theo thỏa thuận, VinFast sẽ bàn giao xe cho Autonomy trong vòng 12 tháng kể từ khi thời điểm bắt đầu xuất khẩu xe tới các thị trường quốc tế. Khách hàng có thể tìm hiểu về xe điện VinFast trực tiếp tại các cửa hàng của VinFast ở California, sau đó đăng ký thuê xe qua website hoặc ứng dụng của Autonomy và nhận xe trực tiếp từ các địa điểm phân phối của Autonomy, hợp tác với Autonation hoặc đặt giao tại nhà. Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Kim Chủ tịch VinFast chia sẻ: "Đây là thời điểm đầy hào hứng khi các mẫu xe VinFast chuẩn bị gia nhập thị trường Mỹ. Đơn hàng từ Autonami chính là minh chứng về niềm tin mà chúng tôi đã tạo dựng tại thị trường." Sự hiện diện của VF8 và VF9 trong hệ thống xe cho thuê của Autonomy sẽ mang đến cho người tiêu dùng thêm một lựa chọn để khám phá và trải nghiệm những mẫu xe điện thông minh cao cấp của VinFast. Đồng hành cùng Autonomy cũng sẽ giúp chúng tôi nhanh chóng thúc đẩy mục tiêu di chuyển điện hóa, mang đến tương lai bền vững cho mọi người. Chúng tôi rất vui mừng được thêm VinFast vào danh sách phương tiện của mình, giúp nâng cao hứng thú và nhận thức của người tiêu dùng Mỹ về thương hiệu VinFast cũng như các mẫu xe điện cao cấp của họ thông qua mô hình cho thuê xe của Autonomy. Phương pháp cho thuê hàng tháng với chi phí phải chăng của Autonomy sẽ giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn trải nghiệm các thương hiệu và xe điện mới trên thị trường và từ đó nhanh chóng đưa ra quyết định chuyển đổi sang xe điện. Ông Scott Speyer, người sáng lập và giám đốc điều hành của Autonomy cho biết Mô hình cho thuê xe của Autonomy là cách nhanh nhất, dễ dàng nhất, rẻ nhất để người tiêu dùng có thể sử dụng một chiếc xe điện mà không cần cam kết dài hạn như việc mua hoặc thuê xe truyền thống. Khoản thanh toán hàng tháng của Autonomy bao gồm các chi phí sở hữu xe truyền thống như bảo dưỡng định kỳ, hỗ trợ trên đường, hao mòn lốp. Các gói thuê xe của Autonomy cũng được tích hợp đầy đủ các khoản bảo hiểm cho các khách hàng đủ điều kiện. Khách hàng của Autonomy có thể thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng. Sau khoảng thời gian thuê tối thiểu 3 tháng, họ được lựa chọn phương án linh hoạt thuê xe theo từng tháng. Việc đăng ký thuê xe và tùy chỉnh khoản thanh toán hàng tháng có thể được thực hiện hoàn toàn trên ứng dụng. Autonomy cũng sẵn xe để giao cho khách hàng trong vòng vài tuần thay vì 6 đến 9 tháng qua hình thức thuê hoặc vay để mua xe thông thường. Bên cạnh VF8 và VF9, VinFast còn mang đến LAAS 2022, hai mẫu xe VF6 và VF7 thuộc phân khúc B và C. VF8 và VF9 đang được mở đặt chỗ trước toàn cầu, trong đó VF8 đã bắt đầu được bàn giao tới khách hàng Việt Nam từ tháng 9 năm 2022. VinFast cũng mang đến lựa chọn mua xe linh hoạt cho khách hàng là mua xe kèm pin hoặc cho thuê pin, đồng thời xe sẽ được bảo hành lên tới 10 năm, chính sách tốt nhất thị trường. Về VinFast, VinFast, công ty thành viên của tập đoàn VinGroup, với tầm nhìn trở thành thương hiệu xe điện thông minh thúc đẩy mạnh mẽ của cách mạng xe điện toàn cầu. Được thành lập vào năm 2017, VinFast sở hữu tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô hiện đại có quy mô hàng đầu khu vực đặt tại Hải Phòng, Việt Nam với mức độ tự động hóa lên đến 90%. Cam kết mạnh mẽ với sứ mệnh vì một tương lai xanh cho mọi người, VinFast không ngừng sáng tạo mang đến sản phẩm chất lượng đẳng cấp nền tảng dịch vụ thông minh trải nghiệm khách hàng cùng chiến lược giá dành cho tất cả để truyền cảm hứng đến khách hàng toàn cầu cùng chung tay cho một tương lai di chuyển thông minh và một hành tinh phát triển bền vững. Về Vingroup, thành lập năm 1993, Vingroup là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu khu vực với tổng giá trị vốn hóa của ba công ty niêm yết đạt 35 tỷ USD ngày 4 tháng 11 năm 2021. Vingroup hoạt động trong ba lĩnh vực cốt lõi bao gồm công nghệ, công nghiệp, thương mại dịch vụ, thiện nguyện xã hội. Về Autonomy, Autonomy là một công ty công nghệ với sứ mệnh giúp việc di chuyển của khách hàng trở nên dễ dàng và giá cả phải chăng hơn thông qua mô hình thuê xe mới. Công ty được thành lập bởi Scott Spencer và Charles Bauer là những người đổi mới mô hình bán lẻ xe, tài chính xe và bảo hiểm xe. Họ cũng là những người đã thành lập phe. Dịch vụ cho thuê xe đã qua sử dụng đầu tiên đi tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ về xe. Car share service Dựa trên kinh nghiệm và thấu hiểu khách hàng, Autonomy đã tạo ra một nền tảng thuê xe đột phá cho người tiêu dùng và ngành công nghiệp ô tô, mở ra một hướng đi mới cho ngành công nghiệp thuê xe với quy mô có lợi nhuận và trở thành một giải pháp thay thế chính cho việc mua xe truyền thống. Sự sáng tạo của Autonomy đi từ lĩnh vực công nghệ, tài chính và bảo hiểm để tạo tiền đề đổi mới ngành thuê xe nói chung và đặc biệt là xe điện và xe không khí thải. Autonomy kết nối với các nhà sản xuất với đại lý xe truyền thống để mang đến giải pháp tối ưu nhất cho người tiêu dùng và ngành công nghiệp ô tô giải pháp của Autonomy là loại bỏ các khoản nợ dài hạn hay cam kết lâu dài của khách hàng và thậm chí là loại bỏ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch đây cũng là một lựa chọn mới mẻ giúp khách hàng quản lý tài chính cá nhân tốt hơn Autonomy có trụ sở tại Santa Monica California